Vâng, xin chào tất cả các bạn, mình là Tân Kheo và mình đã quay trở lại rồi đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với trò game Vanguard Glory để chúng ta cày hiện tiền mua con Baron. Ok, bắt đầu thôi. Vô game nào. Ok, open game cái này. Đã có một tay sắp rồi, 80 đồng nữa thôi. Chúng ta sẽ lên này. Cái này thì mình lấy cái phát của nó vô đây. Con này thì nó là một sát thủ. Oh my god, tên kia mạnh quá. Tên kia không là tăng mà tên kia nó đa chắc rồi. Tên mạnh như chơi chơi đây. Đây coi mình có cái gì này. Không có cái gì hình đồ đó. The battle for the Halcyon Fold has begun. Okay, they. I may be a frog, but I have a very sexy ribbit. Mình tin được tăng sao? Có thử có chiều nào hay. Chiều này là kia. I know you are resisting. Keep going. But you're hot. Cái này đi cho mình biết. Cái gì đang muốn làm như thế này. À, con Baron. À, cái con đó là con Alpha. Con Alpha là con... Nó không hẳn lắm nè. Máu, máu. À, thật. Tìm đâu hết rồi, chụp mùi thấm chọn cái này hết. Cái nữa cái gì này. Đó, hiện hồn liền. Hiện nguyên hình. Cái gì chưa bắn rồi. I am a man. Awesome.
Mình đánh này dở quá. Đánh này không có hay. Mình không có chơi này gì. Có chơi nữa. I'm coming, my friend. Đâu vậy? Shut down.
Đừng buông nó quá chạy ấy. Khuôn đồ rồi này, cái này tệ cái là không cho xin cái đồ khác, nó khuôn đồ, còn cái đồ này nó không mạnh. Life happens in the chase. Gì hết nữa. Tăng nó mạnh quá. Tăng nó mạnh quá. Thì mình tăng nó.
Unfold has begun. You're okay.
children pay for this tyrant. Thuốc năm bộ. Vậy đi, tôi đi lấy chỗ. Con bị bắn nha. Thời gian chơi mới là có nhiều cái vô lý lắm nè. Vô lý thứ nhất là chạy chậm như một con rùa. Có vậy bạn, có vậy bắn hết những cái này nè. Good man, good girls. Goose girl, goose girl, không được. Ôi, nó mới chết rồi. Chết đi. Một viên nữa. Goodbye. Nhà mình là bắn thôi đâu. Ý tôi vui đó hả? It is best to strike from near and far. Instinct will guide you. Xả táo nữa. Gì vậy? Merchants have the most interesting stories. You have killed the enemy. The true battle is waged within.
allied hero killed. Follow your fear to the honorable fight. A soul lives behind your enemy's eyes. Hey, man, cái cực máu trời. Tao không mình để cho tao chết rồi. Đây đừng có làm không bán hóa. Đây là gì? Cẩn thận nha bạn. Cái chết trong tầm tay. Truth goes unarmed, but I shall carry a spear. The churn and I are one. Allied turret destroyed. Vantage point. Yeah, look at that.
Cậu không chơi hết, thang thang cậu luôn. Sao? Ôi, tôi nghĩ nó chết rồi chứ. Ôi, hồng vòng mình còn sống rồi, thật sự chết. Làm gì sao? Chết bà bị bắt không?
gì nó hiểu nó có thể gì ra cái gì của nó ta. Cái gì nhỉ? Để xem nó có phá. Cái gì nhỉ? Giờ mình muốn tìm một con thai lần này. Mình sẽ có con thai lần này đi. Anh nó con thai lần này. Con thai lần này sẽ là đi được chồng này đi. Thần mê đoan bắn cho đây hàng con này. Chia ba rank cho các bạn coi. Ủa, tôi đi hả? The battle for the Halcyon Fold has begun. The churn levels here are off the charts. Nó chúng ta sẽ kìm cái chuyện bữa. I'm always in position. This thing is fogging up. Get some. When in doubt, blast everything. Các bạn nào tối thấy đói không? Mình thấy đói quá. Chắc tí nữa xong mình sẽ làm một tô cháo. Here it is.
Tôi về đó nha các bạn. Một cái giáp đi. Cái giáp đi. Chắc không ngại nào. Allied hero killed. Nó trôn game hả ta à? This thing is fogging up. Strange looking minions. Oh, you're a hero. Together team. Enemy team collected from gold mine. Ha 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 ha.
Ấy chủ kia làm cái gì vậy? Enemy team collected from gold mine. Thank you.
Ây da, trận này cố gắng đi chỗ cho xanh nhanh đi. Tại để trụ gắn xíu máu trời. Allied hero killed. Never stop in a kill sector. Target coordinates received. Binh là không về.
Đó, this thing is fogging up. Nhả bò nha, có thể ăn luôn nha, thương mình dặm. Sao cứ khóa đánh tăng là sao nhỉ? Unleashed the Kraken.
Gì vậy? Con khủng. Ok, mình sẽ dừng tập này lại đây. Một hồi lỗi khá dài. Và con tức chung là clip mình con thì mình có thể chữ tục. Bây giờ mình sẽ thông báo cái một chuyện là mình sẽ chữ. Nếu mình có thể nói tục, nếu bạn nào thích thì bạn nào coi, còn không thích thì thôi. Các bạn có thể không xem cũng được. Tại vì mình chơi mình ít khi kiềm chế gì đó. Không phải là chơi những cái game thường thường, nhưng mà cái game này mình không biết ít chế. Tại vì nó không có tin chế độ tin nhắc, nó không có gì để mình sạc ít chế ra nè. Mình sẽ chạy chửi nha, các bạn nào thích coi thì các bạn thích thì thôi, mình có không ép. Ok, và vâng, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp sau. Bây đừng quên subscribe và like kênh YouTube của mình nhé. Nếu các bạn thích thì bạn cứ coi, mình sẽ khuyên vậy thôi. Bye bye các bạn.